Chào mừng các bạn đã quay trở lại với RTK Media. Video lần trước về chủ đề khải giáp dũng sĩ đã gặt hái được những phản hồi tốt vượt ngoài mong đợi của chúng mình. Vậy nên hôm nay, để tiếp nối sự kiện kỷ niệm 10 năm dòng phim, RTK Media cùng HGS Sub Studio tiếp tục quay trở lại hợp tác trong một video giới thiệu phim điện ảnh mang tên Khải giáp dũng sĩ Đế Hoàng Hiệp. Khác với quang ảnh truyền kỳ, phần phim này có vẻ ít phổ biến hơn đối với khán giả Việt Nam. Và không để các bạn chờ lâu hơn nữa, chúng ta cùng bắt đầu luôn nào. Trước tiên như thường lệ, chúng mình sẽ cung cấp một vài thông tin cơ bản của phần phim này. Phim điện ảnh Khải giáp dũng sĩ Đế Hoàng Hiệp hay Armor Hero Emperor được đạo diễn bởi Trịnh Quốc Vĩ, biên kịch bởi Táo VV, phối hợp sản xuất bởi Alpha Group và Hero Box. Phim có thời lượng hơn 90 phút và được khởi chiếu ngày 23 tháng 1 năm 2010. Đây là phần phim điện ảnh đầu tiên của loạt phim Khải giáp dũng sĩ, với nội dung tiếp nối phần phim truyền hình Quang ảnh truyền kỳ Thành công vang dội trước đó, và cũng là một trong những phần phim hiếm hoi của Khải giáp dũng sĩ có bản lồng tiếng Nhật chính thức. Đến giờ, phim vẫn được coi là một tượng đài trong loạt phim Khải giáp dũng sĩ. Bây giờ chúng ta cùng đi vào phần cốt truyện của phim. Để một tóm tắt và đánh giá này được hoàn thiện, chúng mình sẽ cần tiết lộ một số nội dung phim. Nếu các bạn không cảm thấy phiền về điều ấy, thì chúng ta cùng tiếp tục nhé. Phim lấy bối cảnh sau trận chiến cuối cùng của bản truyền hình, khi 54 trong số 55 dị năng thú đã bị phong ấn. Hòa bình tạm thời được lập lại. Lúc này, tổ chức ERP đã thu nhỏ quy mô, giải thể đội hình khải giáp 5 người, chỉ tập trung huấn luyện một tân binh duy nhất của thế hệ khải giáp dũng sĩ mới, Đế Hoàng Hiệp Lê Tử Xương. Nhiệm vụ của anh là cảnh giác đề phòng những mối nguy mới, phong ấn dị năng thú cuối cùng và thu thập phong ma hạc còn lưu lạc. Thế nhưng phía sau vỏ bọc hòa bình là sự âm thầm phát triển của thế lực bóng tối. Sau khi bị phong ấn trong phong ma hạc, năm hộ pháp vẫn không quên sứ mệnh mà ám ảnh đại đế đã giao cho chúng. Chúng triệu hoán dị năng thú cuối cùng, Ma Thập, để tìm chuyên nhân ảnh giới có dòng máu RT nhằm giúp chúng thoát khỏi sự kìm hãm của phong ma hạp. Một lần nữa xuất thế tung hoành, gây khổ đau cho chúng sinh. Không lâu sau, trước khi bị phong ấn, Ma Thập đã kịp tìm ra người thích hợp có tên Bá Đậu. Dù đang bị phong ấn, năm hộ pháp vẫn lợi dụng được Bá Đậu, khiến hắn từng bước lún sâu vào tội lỗi và giúp cho họ giải trừ phong ấn. Tập phim điện ảnh Khải giáp dũng sĩ Đế Hoàng Hiệp không chỉ đơn thuần xoay quanh cuộc chiến giữa thiện và ác, mà còn là hành trình vượt lên những khó khăn, những rào cản tâm lý của Lê Tử Dương, giúp anh trở thành một chiến binh thực thụ. Diễn biến cụ thể của bộ phim ra sao, các bạn hãy tự mình khám phá để hiểu rõ hơn nhé. Link Việt sub của phần phim này do bạn Mini Chiu của HGS Sub Studio thực hiện sẽ được chúng mình đính kèm ở phần chú thích bên dưới. Cũng như bản truyền hình, phim có nhiều bài học cho chúng ta suy ngẫm. Thông qua từng giai đoạn trưởng thành của Tử Dương, ta học được ý nghĩa của sự đoàn kết, lòng nhân hậu, lòng dũng cảm, tinh thần trách nhiệm và khả năng vượt qua chính mình, luôn hướng về phía trước. Bên cạnh đó, nhìn về phía phản diện, ta cũng thấy không phải ai trong số họ cũng hoàn toàn xấu xa. Ba Đậu thực chất chỉ là một nhân vật bị lợi dụng, đáng thương nhiều hơn là đáng ghét. Ngoài ra, sự trở lại của Phong Ưng Hiệp và Viêm Long Hiệp với hiệu ứng VFX tiên tiến hơn cũng là một điểm nhấn của phim. Nhìn chung, đa phần tình tiết trong phim được phân bố tốt, các cảnh quay được thể hiện khá đẹp mắt, tuy nhiên vẫn còn nhiều điểm vô lý khiến mình không hài lòng. Đầu tiên là việc phim không có giải thích thỏa đáng cho sự kiện phong ma hạp bị lưu lạc. Trong bản truyền hình, chiếc hộp này chỉ bị đóng lại, không hề bay đi hay biến mất. Thứ hai là sự bất cẩn một cách vô lý của Mỹ Trân khi đang làm một công việc cần sự cảnh giác cao mà lại quay lưng về phía màn hình và nghe nhạc. Thứ ba là các cảnh lập trình. Bà Đậu làm công tác gõ code để hack, nhưng màn hình không phải code mà hiển thị thông báo với quả bom nhấp nháy che gần hết màn hình. Ở cảnh mở vệ tinh, cũng là gõ code lập trình nhưng lại hiện lên phần trăm. Sau khi ấn Enter, vệ tinh lập tức dừng lại. Thêm vào đó là những câu thoại hối thúc người lập trình cũng gây một cảm giác khó chịu nhất định cho người xem phim. Thứ tư, dị năng thú là sinh vật sống ngoài hành tinh, nhưng góc nhìn của chúng lại giống màn hình máy quay và hiển thị tiếng Anh. Thứ năm là một số diễn biến được giải quyết một cách quá gấp gáp, tạo cảm giác hụt hẫng cho người xem. Ngoài ra, vẫn còn rất nhiều những lỗi nhỏ nhặt khác mà mình không tiện kể hết ở đây. Tuy nhiên, vì đây là phim hướng đến những khán giả nhỏ tuổi, mình thấy những điều vô lý trên đều có thể cho qua, vì chúng không làm ảnh hưởng quá nhiều đến cảm nhận tổng thể của mình sau khi xem phim. Sau đây, mình sẽ giới thiệu và đánh giá sơ lược về một số nhân vật trong phim. Khác với video lần trước, lần này chúng mình sẽ giới thiệu một cách chi tiết hơn về Đế Hoàng Hiệp, vì đây là nhân vật trọng tâm của cả bộ phim.
Như các bạn đã biết, khải giáp dũng sĩ Đế Hoàng Hiệp mặc trên mình áo giáp đế hoàng. Trong bản điện ảnh, người triệu hoán chính của bộ giáp này là Lê Tử Dương. Anh ở cùng người bạn thân từ nhỏ là A Giới. Tuy hai người cùng có dòng máu ngũ hành, nhưng A Giới không thích hợp với việc chiến đấu. Hàng ngày, họ kiếm sống bằng việc mở một quán ăn nhanh di động có tên YNJ Kitchen. Trong đó, YNJ là viết tắt của Dương và Giới. Khi được Mỹ Trân lựa chọn, ngoài việc duy trì cuộc sống thường nhật, Tử Dương luôn dành thời gian để cố gắng rèn luyện thể lực, háo hức chuẩn bị cho lần ra trận đầu tiên của mình. Anh tin rằng một lòng một dạ cố gắng nhất định sẽ thành công. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ phong ấn ma thập, Tử Dương phạm phải sai lầm vô cùng nghiêm trọng. Bởi một phút yếu lòng trước người bạn thân A Giới, anh đã để cậu ta cầm chiếc thắt lưng đi để gây ấn tượng với cô phóng viên Đồng Đồng và em trai của cô, Tiểu Địch. Không may thay, buổi cắm trại của A Giới lại vô tình bị tập kích bởi các dị năng thú. Trong tình thế cấp bách, Tiểu Địch đã bị dị năng thú đả thương, còn thắt lưng Đế Hoàng thì bị hỏng hóc nghiêm trọng, đồng nghĩa với việc Tử Dương mất đi khả năng triệu hoán khải giáp. Sau sự việc này, gánh nặng trách nhiệm đè lên vai Tử Dương, làm anh rất hối hận và bế tắc. Qua lời nói của Mỹ Trân, cuối cùng anh ngộ ra rằng, muốn trở thành một khải giáp dũng sĩ trưởng thành, với khả năng khôi phục thắt lưng, người triệu hoán phải có đủ sức mạnh ý niệm để vượt qua quá khứ, nỗ lực đương đầu với thử thách. Đế Hoàng Hiệp mang trong mình toàn bộ sức mạnh ánh sáng và ngũ hành của vạn vật, với năng lực vượt trội hơn hẳn so với năm quang ảnh khải giáp. Bộ giáp có hai hình thái là cơ bản và trung cực. Người triệu hoán có thể nâng cấp từ hình thái cơ bản lên trung cực thông qua núm xoay trên thắt lưng. Ở hình thái trung cực, trên ngực của Đế Hoàng được gắn khiên, trên mỗi cẳng tay có thêm hai chiếc vây và thắt lưng có thêm chi tiết chạm khắc. Ngoài ra, chiếc khiên trên ngực có thể tháo ra trong quá trình chiến đấu. Vũ khí của Đế Hoàng Hiệp là cực quang kiếm và cực quang thuẫn. Sau khi hai vũ khí này hợp thể, ta được vũ khí trung cực mang tên Đế Hoàng Chiến Kích. Để di chuyển, tương tự với quang ảnh khải giáp, anh có phương tiện mang tên của chính mình, Đế Hoàng Câu. Đặc biệt hơn, thông qua núm xoay trên thắt lưng, Đế Hoàng Hiệp có thể ra lệnh cho Đế Hoàng Câu biến hình thành Đế Hoàng Long, khải thú đầu tiên của loạt phim khải giáp dũng sĩ. Thêm vào đó, nếu xét về kỹ năng, Đế Hoàng Hiệp có thể sử dụng rất nhiều chiêu thức, kỹ năng và đòn tất sát, kể cả năm tất sát của năm quang ảnh khải giáp trước đó. Bên cạnh Tử Dương thì người bạn của anh là A Giới cũng là một nhân vật chính. Tuy nhiên, để không làm ảnh hưởng tới trải nghiệm của những bạn chưa xem phim, chúng mình sẽ không giới thiệu đến nhân vật này. Ngoài A Giới thì các nhân vật phụ như Đồng Đồng, Đại Miêu cũng góp phần tạo nên sự thú vị cho phim, giúp người xem không cảm thấy nhàm chán. Các bạn có thể tìm xem bộ phim để khám phá rõ hơn về những nhân vật này nhé. Sang đến phe phản diện, nhân vật được chú trọng xây dựng nhiều nhất là Ba Đậu, truyền nhân ảnh giới có hệ máu RT. Đây là một con người thông minh, có tính cách hướng nội. Sau khi ba mẹ ly hôn, anh ta chuyển ra ở riêng tại một căn phòng nhỏ thiếu ánh sáng mặt trời. Với trí thông minh và kỹ năng máy tính vốn có, những khi cần tiền, Ba Đậu nhận hách phá các trang mạng, trộm báu vật trong game, vân vân. Ban đầu, anh chỉ là làm cho vui, nhưng vì dòng đời đưa đẩy, dần dần, cuộc sống của anh trở nên gắn liền với máy tính và Internet, vì đó là nơi duy nhất mà lại niềm vui cho anh ta. Ở khía cạnh khác, Ba Đậu là một người rất hâm mộ và tôn sùng khải giáp dũng sĩ. Khắp phòng anh là đồ chơi và những poster, bài báo về họ. Anh ta rất muốn được làm việc cùng với khải giáp dũng sĩ, thậm chí còn có tham vọng thao túng, điều khiển họ. Vì vậy, anh đã dành thời gian nghiên cứu rất chi tiết và tìm ra được lỗ hổng bảo mật của vệ tinh ERP. Tuy nhiên, đây cũng chính là mầm mống dã tâm sau này của Ba Đậu. Sau khi tìm thấy Ba Đậu là người có nhóm máu thích hợp để giải trừ phong ấn cho năm hộ pháp, ma thập đặt phong ma hạp lên xe của Ba Đậu và đánh lạc hướng Đế Hoàng Hiệp, hoàn thành nhiệm vụ của mình trước khi bị phong ấn. Tiếp theo đó, sau nhiều lần cố chấp xin gia nhập ERP để hỗ trợ cho các khải giáp dũng sĩ nhưng vẫn bị từ chối, cùng với việc bị vệ sĩ của ERP phá hủy laptop, Ba Đậu đã rất tức giận. Kể từ đây, anh ta quyết định đối đầu với khải giáp dũng sĩ. Lúc này, năm hộ pháp nằm trong phong ma hạp bắt đầu từng bước dụ dỗ Ba Đậu, gây ra nhiều tội ác không thể tha thứ. Đỉnh điểm là âm mưu dùng vệ tinh ERP để phát tán chất độc ra toàn cầu. Nghiêm trọng hơn, chúng còn thôi thúc anh chấp nhận hy sinh 20 năm tinh lực, hiến một giọt máu giải trừ phong ấn cho chúng. Sau cùng, đến khi Ba Đậu nhận ra sai lầm và hối cải thì mọi chuyện đã quá muộn. Sơ lược về thế lực phản diện trong phim. Ở phim bản điện ảnh, có 4 trong số 5 chủng dị năng thú là những sinh vật trái đất đáng thương bị ép cải tạo thành quái thú và chỉ có thể bị tiêu diệt, không thể bị phong ấn. Chủng phản diện cuối của phim, viễn cổ trung cực ma thú,
là một dị năng thú cực kỳ đáng sợ. Nó là một viễn cổ ác ma biến dị, do thu thập năng lượng tà ác và 55 viên ma linh thạch để triệu hoán mà thành. Sức mạnh của nó vượt xa hắc ma thú. Dù vậy, cuối cùng nó đã bị tiêu diệt bởi khải giáp dũng sĩ vừa mới trưởng thành là Đế Hoàng Hiệp. Về các cảnh hành động và hiệu ứng VFX trong phim, cũng như phần truyền hình, các phân cảnh hành động được hướng dẫn bởi đạo diễn Shibahara Takanori của công ty Wild Stunts. Nhìn chung, các cảnh chiến đấu và VFX trong phim điện ảnh đã tiến bộ hơn rất nhiều so với bản truyền hình, với những động tác ra đòn mạnh mẽ, dứt khoát hơn, những pha cháy nổ với quy mô hoành tráng hơn, và đặc biệt là hiệu ứng hình ảnh vô cùng bắt mắt, có thể nói là một dấu ấn cực kỳ đáng nhớ, không thể phủ nhận của bộ phim. Tiếp đến là phần âm nhạc trong phim. Phim có hai bài hát chủ đề. Bài thứ nhất là Đế Hoàng Tái Lâm do Điền Thần Minh và Trần Vũ Bằng viết lời, Trần Vũ Bằng phổ nhạc, thể hiện bởi Nhan Hoàn Thanh. Bài thứ hai là Hành Trình Quang Vinh do Hải Lôi viết lời, Ăn Đấm phổ nhạc, thể hiện bởi Đường Tuấn Địch. Theo cảm nhận của chúng mình, hai bài hát này khá bắt tai và kích thích tâm trạng sôi nổi của người nghe. Tuy nhiên, chúng không tạo cảm giác muốn nghe lại như những bài hát trong bản truyền hình. Tiếp theo, dựa trên những hiểu biết cá nhân mà bạn Minichu cung cấp, chúng mình sẽ đưa ra giải thích và giả thuyết về một số chi tiết trong phim mà có thể các bạn đã bỏ lỡ. Đầu tiên, trong tên người triệu hoán, Tử Dương, chữ Dương ngoài nghĩa là mặt trời, tương ứng với thuộc tính ánh sáng của áo giáp, nó còn là Dương trong thái cực âm Dương. Thứ hai là cái tên Đế Hoàng không nên đọc ngược thành Hoàng Đế. Nếu xét ý nghĩa sâu xa, có thể nói hai từ này mang những ý nghĩa khác nhau. Đế Hoàng không chỉ để ám chỉ hoàng đế, nó còn mang ý nghĩa là đấng cứu thế, để nhân dân kính trọng, tôn làm đế. Còn hoàng đế chỉ nhằm để chỉ vị đế tự xưng. Về các chi tiết trên Đế Hoàng Khải Giáp, bởi nắm trong tay sức mạnh ngũ hành, do đó trên áo giáp này có đủ các yếu tố của năm quang hành khải giáp, với thân rồng, tay chim ưng, vai hổ, lưng chó ngao và chân tê giác. Trên thắt lưng của Đế Hoàng gắn 6 viên tinh thạch, chính giữa là thái cực tinh thạch, có hình dạng giống bát quái đồ với mỗi chấm vàng ứng với mỗi thẻ bát quái. Gắn xung quanh thái cực tinh thạch là vòng 5 tinh thạch ứng với ngũ hành, được gắn theo vòng tròn quy luật tương sinh tương khắc và ứng với hậu thiên bát quái. Theo mình, lý do thái cực tinh thạch dùng chấm vàng không để rõ quẻ bát quái là vì vòng tròn gắn 5 tinh thạch có thể xoay được. Làm như vậy thì sau khi xoay, các quẻ bát quái được coi là sẽ cùng nhau di chuyển tới vị trí mới. Ở mục cuối cùng này, chúng mình sẽ giới thiệu đến các bạn một số thông tin ngoài lề xoay quanh bộ phim mà có thể các bạn sẽ thấy thú vị. Sau phim điện ảnh Đế Hoàng Hiệp, nhân vật Ba Đậu cũng xuất hiện và đóng vai trò quan trọng trong khải giáp dũng sĩ Hình Thiên. Nhạc nền trong phim điện ảnh Đế Hoàng Hiệp cũng được dùng trong một số cảnh của phim điện ảnh khải giáp dũng sĩ Bổ Vương. Đầu năm 2017, Alpha công bố chuẩn bị sản xuất phim điện ảnh mới liên quan đến Đế Hoàng Hiệp có tên Khải Giáp Anh Hùng Ám Ảnh Nguy Cơ. Dự định sẽ là phim điện ảnh cũng như crossover đầu tiên của loạt phim khải giáp dũng sĩ, giới thiệu vào năm 2019. Tuy nhiên, đến nay vẫn không có tin tức gì về phần phim này. Có thể dự án đã bị hủy bỏ. Vậy trên đây là những giới thiệu và đánh giá của chúng mình về phần phim điện ảnh Khải Giáp Dũng Sĩ Đế Hoàng Hiệp. Clip được HGS Sub Studio phụ trách kịch bản, RTK Media biên tập và phát hành. Các bạn có cảm nghĩ như thế nào về bộ phim này, cũng như về video của nhóm? Đừng quên để lại bình luận ở phần bên dưới để cho chúng mình được biết nhé. Mong rằng video này đã đem tới những kiến thức bổ ích cho các bạn. Đừng quên like, share và subscribe cho kênh để tạo động lực cho chúng mình ra mắt thêm nhiều video mới thú vị hơn nữa. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem clip. Mình là Kaitoki của RTK Media. Xin chào. Joker! 戦うことでしか分かり合えない!